vợ hài kịch Anh Em Song Sinh Nửa Vầng Trăng, với sự tham gia diễn xuất của Tấn Hoàng, Mr. Đàm, và đặc biệt với sự diễn xuất của dân hài Tấn Bèo. Chuyện xưa kể rằng ngày xưa cách đây hơn 1000 năm, lâu lắm rồi, và người nào cũng không thể nào nhớ nổi, có một chuyện tình đi nhà quyền thôi. Có hai anh em song sinh giống như hai giọt nước mưa, cả hai cùng yêu thương một người con gái không được đẹp lắm. Chuyện tình tay ba của họ sẽ trải qua một thời gian tưởng chừng chắc không đứt bước không sợ, cho đến một ngày kia, hai anh em và nàng con gái ấy mới nhận ra rằng tình yêu không thể san sẻ cho nhau, nhường nhịn cho nhau. Anh em họ đau lòng, đau tột cùng. Còn riêng nàng con gái ấy muốn trọn vẹn cả đôi bên nên quyết định sang Hồng Kông để lấy chồng. Hay là có người khác rồi ta? Ghét ghê luôn á. Lâu quá à. Chắc đi về quá. Ai vậy? Nói em biết anh là ai? Cái tiếng ngay dịch đực vậy trời. Ơ rồi được chứng nhận là biết ai rồi. Trời ơi, ủa nghe nói nhẫn mất bà con hả? Mới mua rồi. Anh ơi, ừ? sao anh để em chờ lâu quá vậy? Em xin lỗi em nghe. Ừ. Xin lỗi gì đâu, hay là có người yêu khác rồi phải không? Ờ, em nghĩ anh làm gan lắm giờ đó, dám coi vô người khác. Mày kẹt xe. Kẹt xe hả? Ủa mong ai nhiều vậy nè? Ghét anh ghê á, ngồi đây lâu ghê á. Mấy ông kia chọc em nãy giờ không chịu á. Thằng nào đâu? Cái ông khùng kia kìa. Đi chọc em thì chỉ có khùng mới chọc. À, vậy thì được. Trời ơi, ngồi anh chờ lâu quá, anh xin lỗi nha. Xin lỗi không vậy đó hả? Thế có cái gì chứ? Em muốn sao? Ý em mỗi lần giận là em sao anh hiểu đâu còn hỏi nữa. À, nhớ rồi. Ngồi yên đây nha. Anh đi hái những đó qua rừng tặng em. Anh lấy hoa ở đâu? Chợ Bến Thành nè. Thôi, em không thích chợ hoa chợ Bến Thành đâu. Chưa đâu. Em thích hoa rừng. Anh phải vô rừng anh hái. Gần lắm ở Ban Mê Thuộc á. Trời ơi, con nhỏ này sao khó quá vậy rồi? Kêu nhỏ hả? Đó, rồi. Chợ mặt. Tại em khó quá. Trời ơi. Vậy mà, hở đùi không biết. Rồi đi chợ anh chút nghe. Dạ. Đi lẹ lẹ nha. Ờ. Lâu em giận. Bữa nay sẽ làm mặt đậm dưới như trời. Hoa ở đâu? Trời ơi, rừng đâu mà hái hoa. Gió mưa không còn, trên mặt trời lên tối, mặt trời lên đen. Cùng nhau ba xa đi, xa thăm bao muôn hương xuôi ngược thời đen. Ta đây? Sẽ thăm từng ngày. Em đâu đây? Em đâu đó? Đi đâu mà cầm bông như cưới vợ vậy? À, cái gì? Em nói gì? Hả? Em chưa có vợ là sao dám có? Hả? Dạ, anh đi đâu đây? Anh đi. Tìm người yêu.
anh có người yêu hẹn anh ở bờ sông này. Đây nè, anh mua hoa tặng cho người yêu. Người yêu? À, còn em ở đâu đây? Em cũng đi hái hoa tặng người yêu. Hả? Em cũng gặp người yêu em ở đây à? Chứ sao? Trời ơi, anh xấu xí với không có người yêu thôi. Em cũng có người yêu rồi sao? Nhưng mà anh tặng người yêu thiệt. Ai nói anh có người yêu giả? Ủa, em à, có chừng người yêu em hẹn hai thằng đó. Biết đâu chừng anh với em giống nhau, người yêu em hẹn làm sao? Giống? Trời ơi, có chừng nhìn làm anh đó. Nghĩ sao vậy anh? Chắc ăn. Không thể nào làm tại được. Tại sao không làm? Người yêu em biết chứ. Tại sao biết là người đó không nhận là làm em? Em nói cho anh biết đi. Dòm anh với em coi, làm sao mà lòng được. Phải có, phải nhìn cho rõ nha, giống như hai giọt nước mưa nha. Có cái gì, có cái gì mà nhận ra là em không? Có cái gì đặc biệt? Dĩ nhiên phải có chứ. Cái gì? Em có những cái điều đặc biệt hơn anh. Cái gì? Thì cô ấy biết thôi. Đâu? Cái gì? Có gì vậy? Em có cái gì? Em có cái gì? Hả? Có cái nhẫn. À, có nhận ra em liền, bít mắt là nhận ra liền. Mày có chắc tao không có à? Trời đất ơi. Nhưng mà anh ơi, lộn rồi. Bây giờ người yêu em tên gì? Nói nghe coi. Người em tên gì? Tên Hoa. Hoa? Ừ. Còn anh? Đâu rồi tao? Kia, nó ngồi đóng kia. Thôi đi ông Hoài. Nó của anh đó. Sao? Ngồi đợi anh mà. Người yêu em đợi em đi, hái qua về. Người yêu của em. Anh tức quá đi, em cứ giành giật người yêu với anh Hoa. Người em tên gì? Hoa. Hoa? Ừ. Lý Lệ Hoa. Sai. Người yêu anh cũng tên Hoa. Nếu em kêu Lý Lệ Hoa mà người ấy quay lại thì đúng là người yêu của em. Mà em kêu trật tên, anh kêu đúng, người ấy quay lại là người đó của anh. Em có bằng lòng không? Bằng lòng không? Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Anh nhường em kêu trước. Phải Lý Lệ Hoa không? Không. Hoa em. Hoa. Im ru. Em còn không biết đi nữa à? Bình tĩnh. Cái gì? Lý Lệ Hoa. Đó. Cái gì? Anh nào hơn nào? Người yêu của ai? Thôi em tránh qua bên. Tránh qua đi, đừng có làm phiền. Anh phải đứng đây nè. Kệ anh đứng đâu kệ anh. Nghe anh nè. Chi qua qua. Thấy không? Trời đất ơi. Thấy nó kêu cái nó có ám hiệu liền. Tôi đứng nó nhìn nè. Qua. Dạ. Ủa đó. Anh về rồi đó hả? Không, anh mua, anh tới đây tặng em. Anh hẹn ra đây mà. Anh đi vô rừng đâu? Sao mà lẹ quá vậy hả? Đâu, anh đâu có đồ vô rừng. Anh mua qua này ngoài. Nãy tới đây nó vô rừng hái mà. Không, cái đó anh là anh nè. Là sao? Hai ông giống nhau hết vậy trời. Anh em sinh đôi mà. Hồi nãy ai đi hái qua rừng cho em? Anh đang đi giữa đường gặp anh của anh. Cái này là anh mua, anh tặng em. Em hẹn anh ra đây mà. Anh chưa kịp hái. Ủa? Nhưng mà em có hẹn anh nữa anh làm gì? Có. Thấy chưa? Tại sao hẹn anh nữa? Có. Em hẹn hai người. Thấy chưa? Hẹn hai người là có anh ở trong nữa. Em hẹn anh với Hưng giống quá phải không em? Giống quá. Giống quá hả? Giống dạ, không? Giống lắm luôn á. Làm sao mà giống được, em nhìn coi. Anh cao hơn anh cả cái đầu. Nói gì vậy? Em hổn. Hổn hào. Em út nói chuyện riết rồi. Không có trân trọng anh mà gì hết. Em dám nói em cao hơn anh à? Trước mặt một người con gái như vậy mà em nói em cao hơn anh. Em nói lại đi. Em nói cho lịch sự chút đi. Em phải nói lại dài hơn thì được. Đi nói cao hơn anh mình. Ủa anh ơi, sao hai anh em sanh đôi mà một người dài người ngắn? À, người lùn á. Anh hiểu. Nói chung là hoàn cảnh thôi. Em à. Dạ. Số người. Dạ. Người có số. Dạ. Dài dép còn có số mà. Dạ. Đây hoàn cảnh như thế này, Hưng nó rất là may mắn. Anh thì không may mắn như nó. Tại vì sao? Lúc mẹ mang thai hai anh em, ngày chuẩn bị khai hoa nở nhụy, thì anh và Hưng, hai anh em ở trong bụng mẹ rất là vui. Hai đứa đang đá banh ở trong. Đòi anh hai. Để anh kể hoàn cảnh của hai anh em mình cho qua nghe mà. Đó, thì em biết không, trong lúc đó thì bà mụ xuất hiện. Bà kêu giọng vào anh nghe. Bà nói: Hưng ơi, Beo ơi,
tới giờ rồi đó. Ra đi. Ai, ai ra trước? Đó, em nghĩ coi, ai ra trước? Ai vậy anh? Anh nôn quá, anh muốn thấy ánh nắng mặt trời, cho nên anh mới nói với Hưng. Hưng ơi, em nhường anh. Đúng không? Lúc đó là em có nhường anh. Cho anh ra trước đi, anh chỉ nhìn ánh nắng mặt trời thôi. Lúc đó em ra sao, em muốn làm anh hay làm em gì cũng được. Đó, cho nên Hưng nói được, anh ra trước đi. Anh mừng quá, anh nghe bà mụ nói ra, anh có một cái âm. Thế bà mụ chụp hụt, rớt, té xuống, cắm đầu xuống đất, lồng sống. Đó. Sự thật là như vậy mà anh hai. Còn anh ra sao là sao giờ? Quá kỹ lưỡng. Hả? Khi anh vừa té nó nghe tiếng động, kêu nó không ra như anh. Nó cẩn thận, tại chuẩn bị live show nó mà. Nó ra chậm chậm, nó sợ khan tiếng, cho nên nó dài. Đúng không? Đó là vậy thôi, tại sao phải nói là cao thấp? Thôi bây giờ anh ra một bên đi, nãy giờ anh đứng nói nhiều quá rồi. Qua. Dạ. Em có biết... Hai anh nói hai anh em song sinh cái gì cũng giống nhau phải không? Vậy anh có hát lại ông này không? Ông này hát hay lắm á. Anh em mà không giống cũng như là mặt nhiều nhưng tay chân thì cũng hao hao, nhưng mà đặc biệt anh với Hưng rất giống một cái. Có một cái giống hả? Chắc à. Cái gì vậy? Cái gì ơi? Giọng hát. Làm hết hồn. Cái gì đâu hết hồn. Anh giống chứ, anh với Hưng giống giọng hát lắm đó. Nói cực khẩn. Chống mặt luôn á. Giống lắm. Quá à. Giống giọng hát lắm hả? Anh ơi. Vậy? Đâu vậy bây giờ anh hát giống anh Hưng. Thì anh hát một bài cho em nghe đi. Em muốn anh hát bài gì trong album của Hưng? Trong album của Hưng á. Bài này hay lắm nè. Bài gì? Ghe chiếu Cà Mau. Được chuyện nhỏ, anh hát liền. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã bài. Cô gái năm xưa sao chẳng thấy ra chào. Cưa. Ê Hưng, mày nghe cái bài này trong bơ mè nào mày? Cái này nó mua để lậu chắc luôn. Anh làm ơn đứng yên chỗ đi. Qua. Dạ. Em có biết là mỗi lần hẹn với em là anh rất là mừng rỡ. Anh mừng lắm hả? Tất cả mọi thứ đã đảo lộn hết, em biết là tim gan phèo phổi chạy tùm lum hết trơn. Bây giờ em đang nói như vậy được thật không? Em coi đi nè. Tùm lum hết trơn. Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Qua đó Hưng làm cái gì qua lại em chỉ có là tim gan nó chạy lộn xộn, em chỉ diễn tả vậy thôi. Cái gì tim mà sao nằm ở dưới hả? Trời ơi, tim thòng thòng thì thòng thòng sao mà nó dài quá vậy? Cái gì vậy? Thòng ra đây rồi chứ, ở dưới là rủa. Thì có gì thì cũng thông cảm. Hưng bị bệnh mà. Tự nhiên tức quá nó bậy. Bị bệnh tim mà. Tim thầm á. Hưng à, Hưng, anh nói em nghe. Bây giờ hôm nay có một người con gái như vậy mà anh em mình cứ giành giật chi hoài sao? Em nhường qua cho anh đi. Cuộc tình này em nhường cho anh được không? Thì bây giờ chia ra đi. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Em chia với anh à? Được. Em chia đi. Em mấy? Anh 2, 4, 6. Bữa nay thứ năm, tôi 3, 5, 7. Chủ nhật cho tôi nghỉ nha. Nghỉ làm gì bà? Nghỉ làm gì bà ngoại? Nghỉ, chủ nhật phục hồi. Nhỏ này quá luôn rồi. Ai làm gì nói đâu mà phục hồi trời. Trời ơi, trời ơi. Anh phải đi. Tha hai anh thôi. Hưng. Chừng nào em trả nợ cho. Cho qua đi, anh không có khả năng đâu. Em có đó, em có. Chương trình đêm nay có mà. Thả nó đi. Mày lo nó đi. Mày nhìn tao hoài. Trả nợ đi. Để Hưng lo em, Hưng lo. Đừng buồn, đừng có khóc. Cái chuyện này em mà bằng cảnh này thì gỡ lại mấy hồi sẽ cho nó xé vé, nó bỏ nó lại. Chiêu nợ ít lắm nhưng mà em không là chuyện tới hai anh. Để Hưng lo. Bao nhiêu lần nợ, bao nhiêu lần em? 9.2 tỷ. Mày lo nó đi. 9.2 tỷ. Mày suy nghĩ kỹ đi rồi lo. Nếu không có tiền em phải đi. Tôi đi buồn lắm. Thôi được rồi. Đó thấy không? Được rồi, em đừng có khóc. Hưng lo mà. Suy nghĩ là lo đó. Qua. Dạ. Anh suy nghĩ rất là kỹ rồi. Dạ. Em đi mạnh giỏi nha. Hả? Mày ác quá. Trời ơi. Tôi tưởng nó thương nhỏ. Anh làm nhanh là tấn beo anh chuyển luôn hả? Thôi. Vậy là em phải đi thiệt. Anh phải đi rồi. Mấy anh không cho tiền em đi. Em ơi. Dạ. Như vậy khi nào em mới quay về thăm hai anh em anh? Không bao giờ em về đây nữa. Làm sao anh qua bên đó thăm được? Mỗi lần hai anh nhớ em thì hãy ra bên Bạch Đằng
ngắm trăng của em bên kia ra bên Thượng Hải ngắm một vầng trăng. Vậy là anh và em ngắm trăng. Không, anh không ngắm một giờ đâu. Anh phải chia thôi. Vậy anh Hương ngắm, ngắm ngày 15, anh ngắm ngày 30. Được. Chia nhau. Anh 15, anh 15 đi, em 30 nha. Từ giả đi, tôi đi rồi kìa. Em đi. Ba. Nửa vầng trăng vương vương trong đêm. Buồn nhớ ai chẳng sợ sẽ sống. Cùng sống được chẳng tôi lang thang. Đi tìm người thương. Không ngờ hai anh em như vậy. Yêu nhỏ thấy ghê. Mày chờ đi. Tao không có ngu đâu. Tao không có chờ. Mặc dù hơi xấu chút. Bây giờ có tôi. Xin cảm ơn. Tại sao phải chờ? Vừa xấu vừa hôi nữa. Thôi không có chờ đâu. Tấn Bèo!